Apple bị tống tiền, tin tặc đe dọa xóa nhiều tài khoản iCloud. E Kerem Anbayrak đã tống tiền hãng công nghệ Mỹ, đe dọa xóa cơ sở dữ liệu gồm nhiều tài khoản iCloud e nếu công ty này không chịu trả tiền chuộc. Hacker 22 tuổi đến từ North London tự nhận đại diện cho bạn bè Internet, là thành viên của nhóm tin tặc Turkish Graham Family. Nhóm này nổi tiếng với việc bán dữ liệu sau một loạt các vụ xâm nhập mạng. Anbayrak đòi Apple trả 75.000 đô la Mỹ hoặc 1.000 thẻ quà tặng iTunes, mỗi thẻ trị giá 100 đô la Mỹ, để đối lấy việc không xóa dữ liệu. Sau đó tin tặc này nâng mức tiền trục 100.000 đô la Mỹ, đồng thời đe dọa xóa toàn bộ tài khoản iCloud e nếu Apple không chịu trả tiền. Thay vì trả tiền chuộc, Apple đã liên hệ với cơ quan chức năng lần ra tung tích và bắt giữ tin tặc. Hóa ra, Anbyrak không có trong tay bất cứ dữ liệu iCloud e nào. Cơ quan chống tội phạm quốc gia của anh cho biết, dữ liệu iCloud e thuộc về vụ đột nhập khác và hiện đang không còn giá trị. Động cơ của Anbyrak chủ yếu nhằm gây tiếng vang. Tin tặc này bị kết án tù treo 2 năm phải lao động công ích 300 tiếng và không được sử dụng thiết bị điện tử trong 6 tháng.